Hello bạn. Hello. Mình nghe thầy nói không?
lỗ mình Alo, mình alo, chắc có đang đi lại rồi, mình đã dừng trả lời lại. Thế nên mình sẽ tới thứ năm thì mình sẽ em tao của em chấm thì còn em chưa được, tại vì em còn yếu phát âm, tức là em phát âm á thì nếu mà thầy sửa cho em á thì em đọc được, nhưng mà em không nhớ, với lại những có những từ đơn giản em phát âm thì cái đó là vấn đề, với lại những cái kỹ năng đọc với lại nghe của em á em chưa có tốt, chưa tốt đâu, em còn phải chạy. Thầy nghĩ là kỹ năng nghe của em chắc là tức là reading và listening thì em chắc em cũng làm được, nhưng mà phải trang bị đó là vấn đề. Muốn tháng 10 phải mình thi hả? Dạ, tại em 12. Đâu rồi, học cũng có thời gian Tại vì em vừa nghe sẽ học rồi. Em muốn vô trường nào? Đọc kinh tế. ok. Nên tụi này em chạy tăng từ Tức là em đã đủ khô rồi. em chưa ấy là kiểu số em thì mình sẽ nắm chắc câu hỏi đó sao Ờ, nhưng mà người ta cần bao nhiêu? có 6 chấm chắc có rồi. Ừ, nếu mà tới cấp 5 thì chắc không kịp rồi. Tại vì phát âm giống như thầy nói với em, phát âm còn yếu. Kiểu là có một số chữ đơn giản á, em đọc thì sai. Cho nên chắc vì em cố gắng môn thêm. Bây giờ mình cũng hết lớp rồi, còn một lớp booster nữa nhưng mà không biết có bạn nào học không. Ừ. Nhưng mà speaking á, em nghĩ các bạn em được, nhưng mà với điều kiện em phải nắm vững cái phát âm, tại nếu mà bạn em mà cùng trình độ với em nó đâu có sửa em được đâu, hiểu không? Cái phần mặt nếu mà em luyện em có luyện đứa khác thì nó mới sửa em được, còn nếu mà luyện chung trình độ thì em phải 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 khá sẵn, thì khi mà luyện thì mình chỉ tập cái gọi là nói cho nó quá, thì bây giờ là em nói chưa có chính xác được, em phải giải quyết phần vấn đề đó xong rồi mới qua em giải quyết vấn đề là nói chuyện luôn đó. Thật ra nó cũng không khó lắm, nhưng mà bây giờ thầy chỉ em là cái tip đó là định thi á, khi mà trả lời qua cái speaking á em phải trả lời theo không phục à, ví dụ người ta hỏi em là gmail thì em phải trả lời yes rồi sau đó em mới đưa ra cái thông tin thêm, với lại cho dù câu hỏi của người ta có đơn giản như thế nào á cũng phải trả lời cho đó.
có nhiều cái số lượng đừng có nói dạng dạng là mấy việc mẹ hỏi là sao where do you live ai biết Việt Nam là vậy à, tại tất nhiên là mình thầy biết em biết được Việt Nam là phải nói là thầy biết thì gì đó district ví dụ mình tâm district Ho Chi Minh City I live near hospital cái bây giờ về nhà em coi những cái đề IELTS đó, em coi những cái câu hỏi mà thường hay hỏi sau đó em ghi câu trả lời tên ghi thôi em không có nói rồi em luyện luyện đọc những câu trả lời chính xác rồi có thể em nhờ một đứa bạn của em nó hỏi có khi em bắt buộc rồi ok mình vô học ha rồi bây giờ em làm nhìn thầy trước phần exercise 1 và exercise 2 and 3 ha bây giờ thì mình sẽ viết ra trước phần số 1 thì mình sẽ coi những cái hình ha và mình coi coi là cái hình nào là nó phù hợp với là cái phrase ha phần 2 phần 3 thì mình sẽ trả lời ha để cho em khoảng 15 phút sau đó thì thầy sẽ cảm em rất sự bất
Đó. Đang làm phần trả lời những câu hỏi. Đúng rồi.
Thì em vẫn muốn muốn mở tài khoản em đó. Alo, Minh ơi, Dạ. trời ơi, ủa, hồi nãy giờ thầy gọi em không nghe hả? Hồi nãy khoảng lúc gần 8 giờ thầy có kêu em á, không 8 giờ mười mấy phút thầy cũng kêu em lần nữa, em có nghe không? Lúc đó là không nghe hết thầy. Rồi, nhưng mà nãy giờ thầy nói tập bài á, em có nghe Có không? Ừ, ok. Rồi, ha. Rồi bài 2 có một tác là mình sửa thôi. Mình sẽ nói vào cái tiếp theo. Rồi mình sửa trước ha, bây giờ mình sẽ một mình trước. Rồi mình sửa giúp thầy cái phần số 1 đi em. Yeah, hình số 1 colonize new land. No, không phải. Hình Hình số 1 à. Yeah. á. Hình số 1 không phải là colonized new lands. Hình số 1 là made revolutions à. Revolutions là cách mạng ha. Cái phần này nó nói về cách mạng Pháp à, French Revolution. Rồi hình số 2 Invented machines. no, hình số 2 là wage war. Wage war có nghĩa là gây chiến ha.
Waste vị trí. Rồi hình số 3. Invented machines. Đúng rồi, thứ ba là invented machine. Rồi là thứ tư. Colonize Colonize. Cụ thể là trong hình đó là nói về thực dân Anh ha, thực dân Anh mặc đồ màu đỏ. Câu số 5. Erected monumental Erected monumental. Monumental tức là những cái công trình gọi là vĩ đại ha. Erected tức là dựng lên những công trình vĩ đại. Rồi thì bây giờ mình sẽ nói về exercise number 2. Thì mình viết cái tập did your country do any of the above actions ha. Thì bây giờ mình sẽ kể ra, bây giờ country của mình là Việt Nam đúng không? Bây giờ Hạnh kể cho thầy đi. Bây giờ đầu tiên là revolution ha. Ở Việt Nam có revolution không? Revolution gì? Revolution 1945. Alright. Rồi, bây giờ waste wars. Thầy chưa xem một hình À. Có chứ, gây chiến nhiều nước mà. Waste war against China. Có. Gây chiến ở đây tức là tức là đánh lộn á ha, tức là những người tranh với nhau á ha. Đúng rồi, thì Việt Nam cũng có vài lần cũng đánh lộn với lại Trung Quốc mà, trong cái thời kỳ mà bị đô hộ á, như khởi nghĩa Hai Bà Trưng này, khởi nghĩa Bà Triệu này, thì cái đó là gây chiến đó, chứ đâu phải là mình, chỉ là mình ngồi một chỗ và Trung Quốc gây chiến mình. Có một chữ trong tiếng Anh gọi là the three, đừng biết đồ kingdom ha, cái chữ này dịch ra là Trung Quốc. Rồi với ai nữa, Champa đánh Champa này, Khmer Empire, đế quốc Thủy Chân Lạc ha, đế quốc Khmer của người Campuchia, đánh Lào, đánh Siam và Thái Lan. Qua đồng thời Thái Lan đánh hàng không đánh Biên Điện Myanmar. Đúng rồi, lại gì France đó. France. Rồi tiếp theo invented machines. Kể nghe Việt Nam invented machine gì? Cũng có invent này không hẳn là phải gọi là original, nhưng mà miễn là mình tạo ra được rồi. Thì Việt Nam có invented robot nữa ha. Ý ở đây không phải là Việt Nam là cái người tạo ra robot đầu tiên, nhưng mà ý là Việt Nam có thể tạo ra robot ha. Ý là invented robot. Tạo ra lửa, ok. Rồi, colonize. Việt Nam có đồ hộ nước khác không?
Đúng rồi, colonize Champa, nguyên cả miền Trung đó là Champa chứ là Champa Lào là Campuchia đó, thời vua Minh Mạng á, Việt Nam chiếm Lào với lại Campuchia, đổi tên nước thành Đại Nam. Campuchia, Cambodia, rồi em Myanmar. Rồi ở Việt Nam có những cái công trình gì gọi là hoành tráng? Bên Nè. đúng rồi. Không, cái này là lịch sử ha, lịch sử văn hóa chứ cái làng bắc nó đâu có. Mình đúng rồi ha, thì cái kinh thành Huế gọi là Huế Imperial City, có kinh thành Thăng Long nữa ha, Thăng Long. Ừ, còn một chút nhưng mà đã từng xây Imperial City rồi, cái gì đó ta, cái đúng rồi, văn miếu ha, văn miếu là Temple of Literature. And the National University, Quốc tử giám là National University. Cetera. Ok. What are some positive and meaningful actions that countries did in the past? Cũng có meaningful đây không, không hẳn là tích cực mà tức là nó đem lại cái impact đó. Rise for ally in Này cho gà cho gạo tội cho cái thứ này không Để có thể nói là ví dụ là overthrow, overthrew French colonial regime, chế độ thực dân Pháp, overthrow là lật đổ nào. Ok, bên what else? Còn có hành động nào nữa không? Environmental conservation. Ok, environmental conservation, bảo vệ tự nhiên. Đấy thì nó nghe. Nhưng mà ở đây mình kể Việt Nam ha, chứ kể chỗ nó có đâu kỳ sao. Không, em để một nước khác cũng được ha, vì em supply support. Hoặc là colonizing new land á.
Okay, mình did you learn history at school and do you like this I learned history at school as a compulsory subject. And we learned about history of past and different anecdotes and great men in my history. subject? Some of them involved in the war, involved in the revolution in against the enemies. Do you like this subject? Actually, I don't like this subject because one part of it, because the way the teacher imparts the knowledge on me was not so impressed, and I find it so boring because it just have to memorize the names, the facts, and the years. So does it mean that you don't necessarily dislike the subject, but you dislike the way the subject is being taught in school? Yes. All right, thank you very much, Minh. How about you? Do you like studying history at school? To be honest, I'm really not a person in history because I have a bad memory, I have to say. Or in a perspective, when you want to learn about history, you have to learn and remember everything. Do you think it's important to be objective when studying history? Objective. FYI. I could repeat Do you think it is important to be objective when studying history? it. Yeah, in my perspective, then we read two sectors for learning history. One is good memory, as I said before, and the second is maybe a good mentor or a good teacher to teach you how to learn and interpret that. Đó là đặt đề. Ủa? Thầy chỉ hỏi là em nghĩ là trong việc lịch sử đó, cái việc mà khách quan có quan trọng hay không, thì đầu tiên em phải trả lời là nó quan trọng hay không trước, tại sao ha. Còn cái này hôm nay em nói là ai khách trọng lịch sử đúng không, khác nó khác chỉ là kỹ đúng không, chủ chủ no, chỉ hỏi là lịch sử, trong lịch sử, trong việc học lịch sử yếu tố khách quan nó có quan trọng hay không. Ví dụ lịch sử, ví dụ có hai cái chiến tranh đúng không, thì em là phe A, có phe A và phe B, thì em học nhưng mà em chỉ giống như là ủng hộ phe A thôi, em nghĩ là phe B là xấu, cái đó là không khách, không có chủ quan, không có khách quan ha, em chủ quan, tức là em học từ phía em theo hướng thôi, chứ em không có nhìn toàn cục, ý là vậy đó. Ủa đơn giản không mà đó, thì đó, nhưng mà thầy giải thích vậy em hiểu rồi, đúng không? Ok, hỏi lại nha. Do you think that it is important to be subjective, objective, sorry, objective in studying Our inner perspective, I think, is important for being attractive to more history, history? because there is a part of my history picture that the victory sign all history, so we believe that. Right. So yeah, often when you learn anything about history. You have to be open-minded. Oh, the album. Cái câu đó là của Napoleon ha. History is written by the victors. So được viết là những người chiến thắng. History written by Victors. Ok, Nhi, do you like studying history at school? no, I don't know. For the history, because in history,
Hot, không phải ngoài ngoài trung tâm thôi ngoài ngoài trung tâm thôi ngoài so I think it was suitable for me to learn this one. Okay, so do you dislike the subject or do you dislike the way that it is taught in school? Both of them. What is the most challenging thing about learning history? Too much knowledge, and we should spend too much time to learn. In some in many tests in school, if you want to learn about we have to learn about I think Two page, 2 page, then two pages of. 2 pages of history. Okay, I see. All right, now let's talk about Vietnamese history, right? How much do you know about Vietnamese history? Although I don't like to study history very much, but I do know about famous anecdotes of my country and great people who led the resistance war to regain independence, such as President Ho Chi Minh and Nguyễn Giáp. General, exactly. So which period is your favorite? Vietnamese have like three periods, right? The ancient period, the feudal period, and the modern period. So which period is your favorite? I'm interested in history lessons about Vietnam's fight for independence during the 1970s war. And I realized the significance of this period in people's strong desire to learn and truly understand it. Okay, thank you very much. And how about you? Which period is your favorite? The ancient period, cổ đại ha, tức là lúc mà Việt Nam còn là nước Hồng Bàng đúng không? Âu Lạc á, cái thời trước công nguyên á, bị Trung Quốc đô hộ á ha. Or the feudal period, feudal có nghĩa là thời phong kiến ha. Feudal period or the modern period, feudal thời phong So, country Paris, I believe I are the parent I love the most in our modern parent because are in this era they can provide you electricity and everything such as internet, social media, and love. So, Ủa nhưng mà mấy đó and đúng rồi, đang nói là giai đoạn nào thích nhất mà chứ không phải là đó là thích là những người thích sống ở phong kiến hay sống là cổ đại đâu ha. So, Lịch sử the history I love the most in feudal period because in that time we still have Queen Kim, we have a lot of dramas about them. Okay, so how many dynasties are there in Vietnamese history? Dynasty, dynasty là nhà phong kiến đó ha. After independence, how many can you remember? As I mentioned before, I do like a good memory of the history, so I do remember how many times.
independent thing. No, you know, I think you know. So who founded Thăng Long? Lý Thái Tổ, oh my god. Nhà đầu tiên là nhà gì? Nhà Lý đúng không? Chào đó. Nhà thứ hai là gì? Nhớ Nhà Trần. Trần Thủ Độ cướp ngôi của nhà Lý đó. Đúng rồi, nhà Hồ đặt tên nước Hồ Quý Ly, đặt tên nước là Đại Ngu ha. Nhưng mà bị Trung Quốc chiếm đóng của thời nhà Minh, xong rồi nhà Hồ xong tới thời gì phải Hậu Lê, Lê Lợi ha, khởi nghĩa Lam Sơn, Hậu Lê xong rồi tới thời là Mạc, Mạc Đăng Dung cướp ngôi, xong rồi là Mạc với lại Trịnh, Trịnh Nguyễn đúng không, Trịnh Nguyễn chia đôi đất nước ha. Rồi nhà Nguyễn là thời Nam Tiến đúng không? Nhà Nguyễn mở hai bờ cõi. Xong rồi tới thời Tây Sơn. Trời đất ơi, lịch sử nước phải biết chứ. À, thì những cái nhà đó mình gọi là sao? Ví dụ Lý Dynasty, Trần Dynasty, Hậu Lê là Later Lê Dynasty. Nói chung mình gắn cái tên của cái nhà đó vô cái chữ Dynasty rồi. Ok, Hạnh, what is the last dynasty of Vietnam? No, dynasty, not emperor. Mới nói luôn triều đại ha, dynasty là triều đại. Oh my god. Last dynasty Việt Nam, triều đại cuối cùng của Việt Nam là triều đại gì? Đó, nhà Nguyễn. Oh. Đúng rồi. Mấy em biết tên tên cá nhân ông là gì? Nguyễn Phúc Bình Bình Thủy ha. Nguyễn Phúc Bình Thủy. Tại vì cái người sáng lập nhà này nhà Nguyễn Nguyễn Ánh đúng không? Nhưng mà tên đầy đủ của ông là Nguyễn Phúc Ánh. Đúng rồi, Nguyễn Phúc. Trời ơi, kiến thức vậy là học được nha, kiến thức quê nhà mình không biết nha. Ok, nghe. So which period is your favorite? The ancient, the feudal, or the modern periods? Period. Learning The sudden liberation, learning the how can they be independent? And I live in South of Vietnam, so I tend to learn too much knowledge about South. South Việt Nam. Cái đó không phải là independence mà là national unification đó. Tức là thống nhất đất nước. Tại vì independence là cái thời chống cái thời địch Pháp ha. Còn cái thời mà chiến tranh giữa hai miền Nam Bắc đó là để thống nhất đất nước. À. Cái kia là national independence, còn cái này là national unification ha. Alright, sudden liberation Việt Nam. Giống như cái ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước ha, mình gọi là Sudden Liberation and National Okay. Unification Day. Unification dễ mà. Đúng rồi, cái đó mình gọi là nổi tiếng ha, nổi tiếng hai miền Nam Bắc.
Singapore. Việt Nam có hội chiến liên miên không? Từ thời tình nguyện, tới thời Tây Sơn, tới thời Nam Bắc, chính từ năm từ All right, how important is it to learn history and why do young people think history is boring? From my point of view, history helps young people through insight into their own culture and how their country has evolved. And people usually get inspiration from past events and great men through their history. And traditionally, history depicts the mistakes made in the past and helping people to avoid the similar ones in the future. Okay. How about you? Also, it is important to note that all young people find entry is uninteresting. There are some reasons, such as young people might struggle to see the relevance of history event in to their present life. They feel that history is disconnected from their day-to-day experience. Another factor is that in an era of digital media and entertainment, history receive a less exciting compared to games or other forms of instant gratification. In your opinion, how can we make young people realize the importance of history? I think the government can pass new law to encourage young people to learn history in the teacher have the responsibility for imparting their knowledge to their children effectively, like listen provide videos or documentaries and oral history that brings the sight and the sound of the time to real life. Okay, thank you very much. Nghĩ to think that history is learning history is important and why do young people think history is boring? I know that question, but in the past, and now students say now they the independence why they are colonized by the colonies. They are very students who don't control history in the past because of remembering too much information about the name of the history. Historical. Revolution and take out we can all kind image Imagine, imagine. images many events which are covered in past. So that's the reason why I think teenagers in this race for Okay, me, who were the Tyson brothers and what were their names? Who were the Tyson brothers and what were their names? Yeah.
Ồ mà ở nghĩa Tây Sơn, ba em nghĩa Tây Sơn. Không phải là lại nha, là lại là Yes, not this personal name. ngoài Nguyễn Huệ, đúng rồi. Đó, Nguyễn Nhẹ và Nguyễn Lữ ha, bằng Nguyễn Nhẹ mà lớn nhất, Nguyễn Lữ như nó gì là Nguyễn Thành. Còn quan trọng là cái tước hiệu hoàng đế của ông, cái tên riêng là đó, lịch sử phải nhớ chứ, dễ nhớ mà, nó xảy ra gần đây thế kỷ thứ 18. Ok, how about you, Hạnh? Is it important to learn history and why do young people think history is boring? Yeah, our point of view learning history is very important for the young people because you can't retrieve your experience with history and feel you learn your knowledge from that. Why do young people think history is boring? Ủa, còn cái ý mà important to learn history sao? Ok, tại sao? Experiences for history to be a Thấm nghe được là sao, ý em là sao? là như là lấy cái tài liệu history để Ok, rồi đấy. Rồi còn cái ý history boring thì sao? Tại vì em nói nhanh quá, thầy 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 tưởng là em không có trả lời hết à. Nãy giờ mình với Nghi trả lời ông không dạ. Ok, rồi tại sao nó boring? Ừ. Đối với người trẻ because technology slowly process. So it's a I no, it's a slow process. believe it's a slow process. So I believe that young people will be bored or when learning history. Ok, thì cái mà tại vì thời buổi công nghệ 4.0 thì nó rất là nhanh đúng không, nhưng mà cái việc dạy tiếng dạy lịch sử thì nó chậm. Ok, nếu mà em muốn nói gì em nói là in the era of the 4.0 revolution of technology, everything moves incredibly fast. Ừ. 4.0 of technology. Ok. Rồi bây giờ thầy cho em thời gian ngắn suy nghĩ. Ok, talk about a historical figure that you like or know. Một cái nhân vật sự mà mình biết hoặc là mình thích. Okay. Historical figure that you like or know. Em nói với nhà thầy, tại nãy em chuẩn bị. Ok, rồi nói đi. I look back on my high school days. I remember how uninteresting in the history lesson about Vietnamese during the 1970s were. The textbook and the lecture of the teacher failed to
capture the true importance and emotional depth of that time. And now I realize the significance of this period and like to learn it again, motivated by the newfound appreciation. I start exploring the different resources that offer more engaging in of the era. I also watch films, documentaries, and recordings to supplement my knowledge. I also engage in local communities, attending discussion with the survivors where they can tell their own stories. This kind of conversation offer a valuable insight and help me to understand many aspects of the conflict and its impact on my country. Through this Em nói tiếp process, I become increasingly captivated by the importance of Vietnam's fight for independence. I'm grateful for this opportunity to gain deeper into this chapter. You mentioned talking to survivors. Who are those people? À, thầy nói gì cái không là You mentioned talking to survivors. Who are those people? The survivors here are my uncles and my aunts during the 1945 in August in 1945. They moved from Long An to Tây Ninh province with the leading up many with the leading of the government to promote the safety and the security for them. Ok, thank you very much. Rồi, anh có câu trả lời chưa? Nhưng mà em muốn nói tới người nào? Tước hiệu về tước hiệu thì thầy chỉ em mấy một số chữ. Thì vua gọi là king ha, nhưng mà hoàng đế là emperor. Thì mấy em để là tại sao mà trong tiếng Việt á có thể gọi là hoàng đế, có gọi là vua, đúng không? Thì hoàng đế á, tức là những cái quốc gia mà theo cái hệ thống văn hóa của Tàu á, như là Việt Nam, Hàn Quốc và Nhật Bản thì có, nhưng mà ít chịu ảnh hưởng hơn, chủ yếu là Việt Nam và Hàn Quốc đó, thì hoàng đế là chỉ có một thôi, tức là hoàng đế ở Trung Quốc ha. Cho nên là những người khác đều là vua hết, không ai được làm hoàng đế. Nhưng mà vua ở Việt Nam á thì xưng đế trong nước, nhưng mà xưng xưng vua đối với xưng vương đối với hoàng đế của Trung Quốc, đúng không? Tức là đó nội và đó ngoại, đó nội mình là hoàng đế. Tại vì là Trung Quốc là thiên triều à, cho nên là mấy người khác không được nhận cái vinh dự đó. Với lại mỗi lần một hoàng đế Việt Nam lên ngôi là đều phải có sứ thần bên Trung Quốc qua để mà giống như chấp thuận đó, như là cho này làm vua. Queen là Queen là nữ hoàng ha. Nữ hoàng đây là vợ vua hoặc là một cái người cai trị luôn. Nhưng mà mình có một cái chữ đó là Empress ha.
Empress, queen là nữ hoàng hoặc là hoàng hậu ha, còn Empress là hoàng đế nhưng mà là người người nữ ha, hoàng đế nữ không thể quyết để biểu gì. Đó, Queen Empress, quan lại mình gọi là Mandarin. Quan lại. Mandarin là đúng Đúng rồi, nó giống như cái chữ tiếng Trung Quốc. Mandarin. Đúng rồi, quan. Triều đình là Fort. Nãy mình nói là Dynasty đúng không? Dynasty là triều đại. Còn mà thi cử gọi là Civil Service Examination. Thì thời không tiến Đúng rồi, thi cử thời không tiến, Civil Service Examination. Gọi là Civil Service tại vì họ thi để họ làm quan, để họ làm cho nhà nước vậy. Gọi là Civil Service, tức là dịch vụ công đó. Cô gái hạnh có chưa? Nghiêm em chỉ cần nói chắc là sẽ my favorite historical figure My Emperor Emperor Hoàng đế. Emperor 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 Tại vì mình là người Việt Nam thì là Hoàng đế ha. Rule. The most developed era. Era. Politics. Military. Ok, vậy được rồi ha. Alright. Thôi, that's it for today ha. Bữa sau mình học tiếp, rồi sau đó mình sẽ
mình sẽ kiểm tra nha mấy em, nó vừa kiểm tra đi thứ năm hoặc thứ bảy. Nó rõ mình học là 8 unit đúng không, mỗi một unit là 4 bài à, 4 nhân 8 là bao nhiêu hả? Nhưng mà thấy, nhưng mà theo quyết là tại vì cái số lượng bài nó chỉ dạng là 8 unit à, 4 bài, 8 nhân 4 là 28 hả? Thì đúng rồi, mình học là 36 buổi rồi, hai buổi thi 34 rồi, một buổi sửa bài 35, thiếu một buổi thì cái buổi dư đó có thể là không bài hay gì đó. Còn lớp booster, nếu mà em muốn học tiếp thì mấy em đăng ký học lớp booster. Ok, rồi, xin phép được. Ok.